vào giờ này để khích lệ tinh thần của hàng Phật tử đã dành chút thời gian về thiền viện Thánh Từ đồng góp phần cầu nguyện và tham dự đại lễ, chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Thượng Bổn Hà Đàm có đôi lời đạo từ cho đạo tràng Phật tử của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. At this time, it is our honor to invite the witnessing Superior Venerable Hòa Thượng Thích Bổn Đạt to bless us with a few words of Dharma teachings. Nam mô Shakyamuni Buddha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Ngự bái bạch trên chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, cùng toàn thể quý Phật tử xa gần. Chúng ta đã vân tập về đạo tràng Già Lam của Thiền viện Thanh Từ hôm nay để cùng góp lời cầu nguyện với Thượng Tọa trụ trì Tuệ Pháp. Phật lịch lần thứ 2566 năm nay, đó là một điều hạnh phúc của chúng ta trong cõi đời này. Dưới ánh sáng từ của Đức Thích Ca Mâu Ni chúng ta, Ngài đã ra đời trong cuộc đời này. Ngài đã giáng thế từ một Bồ Tát Hồ Minh trên cung trời Đâu Xuất, mang một tâm nguyện độ sanh. Từ khi Ngài còn ở trong địa ngục A Tỳ, thấy tất cả những chúng sanh bị đọa lạc và bị đánh đập, Ngài phải tâm từ bi, đưa lưng, đưa vai mình để gánh vác những đòn roi, để cho những chúng sanh bớt đau khổ. Và Ngài phát nguyện rằng, nguyện đời đời kiếp kiếp tái sanh vào cảnh giới nào, con cũng nguyện đem tất cả tấm lòng của mình, đem từ bi trí tuệ để cứu độ tất cả chúng sanh thoát khỏi luân hồi sanh tử. Và Ngài đã mang tâm nguyện đó đi khắp từ cuộc đời này đến cuộc đời khác, đi khắp vào trong thế giới của Ngài, tái sanh thì hiện vào trong cõi đời này. Và Ngài đã chọn nước Ấn Độ, gia đình của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Mang Dân. Từ bi của Ngài đã phát khởi sanh ra bởi tất cả những cái giai cấp đó. Ngài nói rằng không có sự phân chia giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn, vì Ngài thấy trong mỗi tâm thức của mỗi chúng sanh có một Phật tánh, đó là cái tánh thiện, đó là một tánh Phật, đó là cái tánh Bồ Tát, đó là tánh từ bi và hỷ xả vốn có sẵn, đó là ngọc ngà châu báu mà Ngài đã mang theo. Kính thưa quý vị, đạo Phật của chúng ta đã trải khắp biết bao nhiêu thời gian lịch sử trên 25 thế kỷ và đã lan truyền tinh thần từ bi đó. Vì vậy cho nên trong mùa Phật Đản năm nay, như Thượng Tọa trụ trì Thích Tuệ Pháp đã nói rằng, đây là lần cuối cùng của mùa Phật Đản. Thầy mới nghe thầy hết giật mình đó. Nhưng mà cuối cùng của mùa Phật Đản năm nay thôi, chứ không phải là cuối cùng của Thiền viện Thanh Từ. Cho nên quý vị cho một tràng pháo tay để hôm nay chúng ta gặp mặt và chúng ta hạnh phúc ở trong tinh thần của những người con Phật này. Kính thưa quý vị, quay về lịch sử của Phật giáo Việt Nam của chúng ta trải hơn gần 100 năm để chấn hưng Phật giáo. Quý vị biết rằng ngày xưa Phật giáo chúng ta còn sơ khai lắm, chỉ là những niềm mê tín hoặc là những vị thầy cúng việc này việc nọ để giải quyết những sự sanh tử của con người. Cho nên đã đưa một cái sự lầm lạc trong cái nhận định của về Phật giáo. Vì vậy cho nên dưới sự sáng suốt trí tuệ của bác sĩ Lê Đình Thám, đã nhờ cái trí tuệ của mình mà nghiên cứu tất cả Phật học trên vị Đông Tây, và ngày đêm cái trí tuệ của mình đã được truyền đạt lại cho các vị tôn túc trưởng lão hòa thượng của chúng ta. Và nhờ sáng suốt đó, trí tuệ đó mà các vị trưởng lão hòa thượng, trong đó có hòa thượng Minh Châu, có hòa thượng Đức Tâm của chúng ta, nhìn nhớ nghĩ đến tất cả những sự sinh hoạt của người gia đình Phật tử của chúng ta, mà đã thành lập ra một cái nhóm thanh niên đầu tiên gọi là Phật giáo Hóa Phổ. Phật giáo đi vào trong các gia đình để phổ biến và chuyển hóa cái niềm tư duy, nhận thức đó bằng những em trẻ, những em nhỏ. Vì vậy cho nên lập ra một cái đoàn thanh niên từ trong các gia đình Phật tử trước hiện tại và gia đình Hóa Phổ trước kia. Vì thế cho nên cái tinh thần của người con Phật là phải đào tạo cho các em nhỏ trong gia đình của mình để nhìn nhận và nhớ nghĩ tới Đức Phật của chúng ta. Cho nên lấy Ngài Đản Sanh và hình ảnh bé bi Phật này để làm một sự gần gũi và thân thương cho các em nhỏ, để nhìn thấy Phật ngày xưa cũng nhỏ bé như mình như vậy. Và ba điều căn bản của các em gia đình Phật tử là gì? Em tưởng nhớ Phật, em kính mến cha mẹ và thuần thảo với anh chị em,
em thương người và vật. Thì tưởng nhớ Phật là gì? Là tưởng nhớ đến ngày Đức Phật sinh ra cũng như mình đã sinh ra. Vì vậy cho nên hình ảnh của các em thiếu nhi ngày xưa mỗi lần đến mùa Phật đản, và từ cái hình ảnh của gia đình Phật tử đó đi vào lan truyền vào các chùa, các chiền và toàn quốc của chúng ta thời bây giờ mới đem hình ảnh của ngày Phật đản triển khai lên và làm sáng tỏ rạng ngời hình ảnh của bé Bi Phật của ngày này. Vì vậy cho nên những công đức sâu dày của các vị, quý vị biết tại sao lịch sử của Đức Phật sanh ra dưới cội hoa vô ưu không? Cái chữ vô ưu là không phiền não, chữ vô là không, ưu là ưu phiền. Khi nào tâm chúng ta có một niềm hạnh phúc, có niềm an vui là Phật đã nảy sanh tâm chúng ta. Còn nếu chúng ta còn phiền não thì chúng ta vẫn còn khổ đau, luân hồi sanh tử. Vì vậy cho nên chữ vô ưu, khi nào không còn ưu phiền nữa, không còn tham sân si mà nghi ác kiến nữa, thì lúc đó Phật đã nảy sanh chúng ta. Vì vậy cho nên những người con Phật kéo về để hồi hộp trong ngày đản sanh của Phật là về đây dự hội đản sanh để thấy mình vừa khai sinh một tâm Phật ở trong lòng, để nhắc nhở rằng Phật lúc nào cũng ở trong tâm chúng ta, lòng từ bi hỷ xả của Phật, lòng trí tuệ của Phật. Vì vậy cho nên những hình ảnh đó đã ăn sâu vào trong tâm niệm của người con Phật. Và hôm nay chúng ta ngồi lại để nhắc nhở đến hình ảnh của Phật, cũng giống như ngày xưa kia các vị vua chúa của chúng ta, vua Trần Nhân Tông là chúng ta đã phát lên một câu rằng: cảm đức từ bi để nhiều kiếp nguyện cho thân cận, đồi ơn tế độ nát muôn thân thà chịu đắng cay. Vì vậy một vị vua mà đã nói lên lời như vậy thì cái cảm đức đó của Ngài làm chuyển hóa cho tinh thần của Trúc Lâm hiện hữu này. Và quý vị biết rằng ân đức sâu dày của chúng ta ngày hôm nay và đất nước Việt Nam chúng ta ngày hôm nay được phát triển là cũng do cố hòa thượng của chúng ta Thượng Thanh Hạ Từ. Cho nên Ngài đã chứng tích Ngài Quang Lâm về đến miền Bắc để tìm kiếm ra cái nguồn gốc tổ tông của Thiền Tông. Vì thế cho nên khi mà đạo Thiền Tông được phát triển và thấy rằng những hình ảnh của các vị vua chúa ngày xưa đã chứng hưng Phật giáo đến một thời vàng son, thì bây giờ Ngài đã triển khai những điều đó để chúng ta thấy sống lại được cái hình ảnh của Phật giáo và từ đó để chuyển hóa được cái tinh thần của chính quyền Việt Nam thời bây giờ hiện tại này. Và càng ngày giáo pháp của chúng ta càng hơn lên. Và quý vị biết rằng trong tinh thần đó đã lan truyền tới những người con Phật. Và hôm nay Thượng Tọa Thích Tuệ Pháp của chúng ta là một truyền nhân của Thiền Viện Thanh Từ, và dưới hình ảnh dẫn dắt của Tổ sư Thanh Từ đó mà Thượng Tọa đã làm sáng đi ngày hôm nay. Thầy được cái phước duyên ngày đầu tiên đến đây để làm lễ khánh thành của Thiền Viện Thanh Từ, ngày đó còn sơ khai lắm, phải không quý vị, sơ khai lắm, còn tất cả những cây cối các nơi nhiều lắm. Thế mà mới gọi là như Thượng Tọa nói mới 4 năm đây thôi, mà khi về trở lại đây thầy rất là ngạc nhiên. Rất ngạc nhiên vì thấy Thiền Viện Thanh Từ nhật nhật tăng, nhật nhật phát. Nhưng mà nếu một mình Thượng Tọa là tuệ phát không, cũng không thể đủ đâu. Nhưng nhờ thiện nam tín nữ xa gần với cái đức hạnh tu của thầy đã đem lại cái hình ảnh của một cái ngôi Thiên Chúa Giáo ngày xưa, một cái nhà thờ ngày trước mà đã chuyển hóa lại trở thành một đất Già Lam thanh tịnh, và hình ảnh của Đức Quán Thế Âm Tự Tại của chúng ta ngất ngưỡng ở trong cõi Già Lam này. Vì cho một tràng pháo tay rất lớn để chúng ta mừng cái công đức này. Quý vị thấy rằng những công trình của quý thầy là muốn xây dựng, kiến tạo, đào lập một đất Già Lam để triển khai tất cả những gì lời Tổ, lời Phật đã dạy và làm sáng lại những cái gì trong giáo lý cao sâu. Vì thế cho nên trong cái hình ảnh này thầy có mặt ngày hôm nay cũng trên tinh thần đó, để khuyến khích tinh thần của Thượng Tọa trụ trì của Thiền Viện Thanh Từ Thích Tuệ Pháp ngày hôm nay. Vì vậy cho nên đường xá dù xa xôi, dù rằng sức khỏe còn khiêm cung lắm, nhưng mà đối với thầy thì đó là một điều hạnh phúc trong ngày hôm nay cùng toàn thể quý Phật tử chúng ta về đây để đóng góp. Và lời nói thì bất tận, giáo lý của Đức Như Lai của chúng ta thì quá nhiều nơi nhắc nhở rồi. Hình ảnh của thầy trụ trì ngày hôm nay đó là điều xiển dương cho chúng ta có được hạnh phúc trong ngày Phật đản sanh ngày hôm nay. Cho nên thầy mong mỏi rằng quý Phật tử càng ngày càng tín tâm hơn lên dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa, cũng như là chư tôn đức khắp nơi
đã cùng đóng góp tâm nguyện của mình và giúp đỡ cho thượng tọa nơi đây tăng trưởng nơi thiền viện. Thanh tự của chúng ta mỗi ngày một phát triển. Đó là điều chúng thầy mong mỏi nhất và cũng như là cầu nguyện cho Tam Bảo Gia Hộ, cho Đức Già Lam của chúng ta thiền viện Thanh Từ mỗi ngày, mỗi năm đều có những cái người con Phật về đây để cùng đóng góp ngày lịch sử của Đức Phật chúng ta càng ngày vinh quang hơn và công đức của Thượng Tọa mỗi ngày một phát triển để Phật Nhật Tăng Huy và đạo lực của chúng ta mỗi ngày được phát triển dưới ánh sáng đạo vàng. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.